sau khi bị một nữ đại gia nổi tiếng tố ăn chặn hàng trăm tỷ đồng tiền từ thiện vào đêm 26 tháng 8. Thủy Tiên và Công Vinh bất ngờ livestream tuyên bố sẽ sao kê toàn bộ số tiền mà giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng đã kêu gọi được trong đợt lũ lụt ở miền Trung. Phát ngôn của Thủy Tiên và Công Vinh thời điểm đó đã lập tức gây bão dư luận. Livestream của Thủy Tiên chứng tỏ sức hút khủng khiếp tới nỗi đạt lượt xem kỷ lục trên Facebook Việt với hơn 341.000 người xem cùng lúc. Như vậy, sau gần một năm kể từ khi Thủy Tiên kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ chịu sao kê đầy đủ mọi khoản tiền mà cô kêu gọi được. Theo công bố trước đó của Thủy Tiên, số tiền này là 178 tỷ đồng chứ không phải hơn 300 tỷ đồng như Giấc Mơ của nữ đại gia. Sau khi Thủy Tiên và Công Vinh tuyên bố sẽ sao kê tiền từ thiện, cặp đôi không làm dịu bớt dư luận mà tiếp tục bị chỉ trích vì không tiến hành sao kê ngay bằng hình thức online hay gọi điện nhờ ngân hàng hỗ trợ sao kê và gửi hồ sơ về tận nhà. Mức độ phản ứng của dân mạng càng tăng thêm khi Trấn Thành tung 1.000 trang sao kê vào ngày 7 tháng 9 dù anh cũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh và phải ở nhà giãn cách như cặp đôi Thủy Tiên và Công Vinh. Trước làn sóng chỉ trích của dân mạng, Công Vinh tiết lộ về thời điểm sẽ công bố sao kê ngân hàng số tiền từ thiện là sau ngày 15 tháng 9 khi thành phố Hồ Chí Minh hết giãn cách. Chúng tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ của một công dân đối với chính phủ lúc này, đó là ở nhà chống dịch. Sau ngày 15 tháng 9 sẽ bớt giãn cách không lâu nữa đâu. Chúng tôi sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ và livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Ông xã Thủy Tiên cũng lý giải nguyên nhân vì sao vợ chồng anh không sao kê online là bởi muốn người thật việc thật. Sau khi việc sao kê được tiến hành, cặp đôi sẽ đăng link sao kê online lên để mọi người cùng theo dõi. Trong livestream một ngày sau đó, Công Vinh tiếp tục nói về vấn đề sao kê tiền từ thiện. Cựu danh thủ khẳng định sẽ không đánh đổi mọi thứ để danh dự bị chà đạp. Tôi sẽ làm tất cả để chứng minh những gì vợ tôi bỏ công sức ra làm là hoàn toàn chính xác. Và chúng tôi không bao giờ đánh đổi tất cả mọi thứ. Chúng tôi không bao giờ vì việc từ thiện hay không sao kê mà đánh đổi danh dự. Chúng tôi mất nghề cũng được nhưng danh dự thì không ai được chà đạp, Công Vinh nói. Đồng thời, ông xã Thủy Tiên cũng bày tỏ hy vọng Mạnh Thường Quân sẽ tin tưởng vợ chồng anh, đợi đến lúc sao kê được tiến hành. Lúc đó, nếu có khuất tất, anh sẵn sàng chấp nhận sự tẩy chay, kiện cáo hay thậm chí cơ quan chức năng vào cuộc. Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, theo thông báo mới nhất từ Ủy ban Nhân dân thành phố, sau ngày 15 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh không nới lỏng giãn cách như kế hoạch đề ra trước đó. Cụ thể, tại buổi tọa đàm về kiểm soát dịch bệnh COVID phát trên VTV1 tối ngày 12 tháng 9, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nhằm đảm bảo kết quả phòng chống dịch bền vững hơn, từ ngày 15 tháng 9 đến cuối tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Như vậy, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội, liệu Thủy Tiên và Công Vinh có chờ đến hết tháng 9 mới tiến hành sao kê hay không? Dư luận đang rất mong chờ cặp đôi lên tiếng. Thời gian gần đây, Thủy Tiên liên tục bị một nữ sở streamer réo tên, tố ăn chặn tiền quyên góp từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung, yêu cầu sao kê để minh bạch mọi nguồn thu, chi. Trước áp lực từ cộng đồng mạng, đêm muộn ngày 5 tháng 9, Công Vinh tiếp tục lên sóng livestream phân trần để bảo vệ bà xã Thủy Tiên, đồng thời gia hạn cho người tố vợ chồng mình biển thủ tiền từ thiện thời gian 2 ngày để chứng minh giấc mơ về con số 325 tỷ đồng. Cầu thủ xứ Nghệ nói, tôi đề nghị chị đưa ra bằng chứng chứng minh vợ tôi đi từ thiện miền Trung dùng số tài khoản nào. Chị nói vợ tôi dùng hai số tài khoản khi đi từ thiện miền Trung là vu khống. Số tài khoản nào, vợ tôi đều ghim trên Facebook. Chị nói vợ tôi dùng hai số tài khoản để kêu gọi từ thiện miền Trung. Vậy chị hãy chứng minh đi. Nếu chúng tôi sai, chúng tôi chịu trừng phạt của pháp luật. Chị sai thì cũng phải như vậy. Trong lúc vụ việc đang trở thành tâm điểm của dư luận, người tố chưa nối sóng thì netizen đã tìm ra bình luận đáng chú ý từ một năm trước của tài khoản mang tích xanh có tên và avatar Thủy Tiên. Cụ thể, tài khoản tên Thủy Tiên từng trả lời một người dùng mạng xã hội có nickname Phan Phương rằng, không sai nha bạn, do mình có nhiều tài khoản nên bị nhầm thông tin lúc đầu một chút, mình đã sửa lại. Những bạn chuyển tiền lúc đầu mình sẽ chuyển hết lại về tài khoản đúng nên bạn yên tâm nha. Chưa biết có đúng là chính chủ Thủy Tiên comment những dòng trên hay không và kết quả sao kê cho câu trả lời như thế nào. Nhưng thời điểm này, có không ít người đặt ra câu hỏi, vì dịch bệnh chưa ra ngân hàng được vậy tại sao vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh không sao kê online? Ngay bây giờ tung ra sao kê, vừa được nhận 50 tỷ đồng từ người tố, vừa rũ sạch được mọi cáo buộc. Tại sao Thủy Tiên và Công Vinh không làm tới? Câu trả lời có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể đưa ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.